Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp Google Doc nhé. Ok, mình sẽ bắt đầu sau 1 phút nữa. Chút nào, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục bài học này nhé. Mọi người đã ok chưa? Yes. Mình sẽ tiếp tục viết bài này. Mình đã xong rồi. Xin kính chúc thầy cô giáo trong các thầy cô giáo trong ban giám hiệu thầy cô của các trường hết thì thôi viện đoàn thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội xin kính chúc toàn thể các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường. Nhà trường, các thầy cô của các trường viện đào tạo. Cái gì nhỉ? Quên rồi. Các thầy cô này, các thầy cô trong chúc toàn thể các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô của các viện trường đào các trường viện đào tạo. Những thầy cô đang công tác trong ngành giáo dục sẽ có một ngày lễ thật ý nghĩa. Bốn mươi năm
Kính thưa các thầy cô, trong ban giám hiệu nhà trường, thầy cô trong các của các trường viện đào tạo, những thầy cô đang công tác trong ngành giáo dục có một ngày lễ thật ý nghĩa. Đây là 40 năm. Cho sự cống hiến, sự nhiệt huyết, sự tận tụy của những kỷ niệm. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đó là công nhận cho sự cống hiến, sự nhiệt huyết, sự tận tụy của những người làm trong ngành giáo dục nói chung. Gì nữa nhỉ? Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngành giáo dục Việt Nam, đó là công nhận cho sự cống hiến, sự nhiệt huyết, sự tận tụy của những người làm trong ngành giáo dục nói chung. Nói chung và là trái tim và là minh chứng của những trái tim tương tự của những người làm trong ngành giáo dục nói chung, và cũng là minh chứng của những trái tim bao la hết sức chính các giảng viên trên giảng đường nói riêng. Có bị dài quá không mọi người? Chắc là không. Thật ra là để 4 khổ là cũng kỳ ha. Mình có nhất thiết là phải để 5 khổ không? Mà thật ra thôi mấy khổ cũng được, chẳng quan trọng đâu. Không quan trọng đâu mọi người ạ. Thầy cô có thật nhiều sức khỏe. Sức khỏe. Sức trẻ. Để cùng dẫn dắt bao thế hệ mai sau. Xong rồi mọi người ơi, yeah. Bây giờ mình sẽ cùng nhau thêm một số cái chi tiết nhé cho nó đẹp nhé. Mình hy vọng nó ổn. Để mình thử.
tìm cho mọi người vé gần đẹp nhất. Mọi người đợi mình một xíu nhá, mọi người hãy quan sát ở trên cái này được không? Quan sát ở trên màn hình nhá. Xin tặng các thầy các cô một cái gì đó màu hồng. Mình để hoa hồng cũng được, nhưng mà mình cũng thích cái đấy màu hồng to đùng luôn á. Ô là có hiện vào không đấy, to đùng luôn. Thôi mình lấy bông hoa đi, bông hoa này nhá. Thầy giáo đâu ấy nhỉ? Ok đấy. Cái phần này mình đã không biết mình có nên cho icon vào không. Ở trái tim xanh, màu xanh là màu của tuổi trẻ á mọi người. Thương, thương trò thương bạn, thương mái trường. Được không nhỉ? Viết thế này được không nhỉ? Không nhìn cái icon này chán quá. Mình chả đẹp gì cả. Nhưng mà làm sao để mình từ không chút được nhỉ? Sao mình để cái ở đây là mấy cái chèn mấy cái kiểu biểu tượng ấy. Biểu tượng, không phải biểu tượng cảm xúc đâu. Chờ mình một xíu nhá. Chỗ này được không? 1, 2, 3. Chèn cái gì đó ở đây nè. Mọi người hãy xem cái phần này xem nó có cái gì không nhá. Ồ, nhiều đấy. Những đóa tươi màu đẹp nhất, chúng em xin tặng các thầy các cô. Được không?
hay là ba bông hoa ở đây. Gạch chân được không? Đẹp vào nha, đẹp không mọi người? Mình thấy nó cái gì cục sao á, để mình check lại xem thế nào. Mình đang muốn xoay thay ở dưới này này. Mình không chắc là nó ổn đâu. Còn bảng, còn phần trái tim này vẫn còn xanh. À, để mình thử up lên trên này xem nó có đẹp không nhá. Mình chỉ thử thôi. Đi nữa. Ba chị này vẫn có để đăng bài á. Ôi, tớ chị này out rồi mà. Thật luôn. Bất ngờ ấy. Nhiều phép. Thử nhá, thử cóp bài sang đây nhá, xem nó có đẹp không nhá. Không được rồi, nhìn ảo vậy. Nhìn nó vẫn ảo ấy, coi như mình nghĩ là nó ổn. Bây giờ mình sẽ gửi bài một chút nhá. Kia đâu nhỉ? Chưa, mình nghĩ là mình sẽ phải sửa đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học một cái này rất là hay. Mọi người sẽ đợi mình một chút nhá. Chúng ta sẽ đến với gọi là cái nội dung chính của chúng mình. Đó là chúng ta sẽ cùng nhau làm PowerPoint. Hôm nay mình có một bài tập ở đây. Và chúng mình sẽ tiếp tục cùng nhau làm PowerPoint nhé. Ok, mọi người sẵn sàng chưa?
Chúng mình sẽ làm bò voi. Ồ, chết rồi. Sao ấy? Ba cái đấy. Chúng mình sẽ làm bò voi về một môn đó là ốc. Chúng mình sẽ làm bò voi về một môn đấy là môn chủ nghĩa xã hội. Và chúng ta trong quá trình thì chúng mình sẽ cùng nhau gọi là khám phá một số các cái tính năng của bò voi đúng không nhỉ? Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Ở đây thì mình có làm trước một chút rồi. Đấy là bài thảo luận bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học. Giảng viên cái thì ok. Cái chủ đề mà mình chọn ấy đó là chủ đề 3, những điểm tích cực và hạn chế của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Mình sẽ phải viết một chữ ở đây. Mình sẽ gọi là Hà Nội University Science and Technology. Đúng không nhỉ? Viết sai là toàn đó. Mình sẽ viết cái á. Thì bọn mình sẽ có 6 cái chủ đề ở đây đúng không? Thì cái bên cạnh ấy thì mình sẽ viết những cái gọi là tóm tắt nhất của cái đấy. Ok. Mình sẽ đọc xem cô bảo là bà mình làm bao nhiêu slide nhỉ? Quên rồi. Xem cô bảo là làm bao nhiêu slide? Mười đến 30 mọi người ạ. Ok, mình sẽ bắt đầu nha. Mình lại làm tiếp này. Mình sẽ có cùng nhau tìm hiểu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Khóa khoảng hơn 7.000 sinh viên. Sinh viên nam chiếm tỷ trọng lớn. Ở là không biết mình à? Ok. Đa số ấy, mình sẽ gọi là điểm mạnh của sinh viên là gì? Tức là sinh viên trường mình rồi. Đa số điểm mạnh sẽ liên quan đến học tập các lĩnh vực kỹ thuật. Trường mình là trường hàng đầu về kỹ thuật mà đúng không? Ôi rồi mệt quá. Ok, xong chưa? Chúng ta sẽ có tiếp là những cái sinh viên Bách khoa Hà Nội có những hạn chế nào? Chỉ mọi người thử nghĩ ra những cái đặc trưng nhất đấy.
Ok, mình sẽ ghi một số cái hạn chế. Hạn chế về kỹ năng, mình sẽ ghi chung là như thế nhá. Nó sẽ hỏi là yếu tố ảnh hưởng đến là gì, thì mình sẽ ghi là môi trường này, môi trường học, tính cách, bản năng. Ok. Mình sẽ ghi ở đây là secret. Đúng rồi, mình phải ghi như thế chứ. Ok, mình nghĩ là chúng ta đã hoàn thành xong cái bảng này rồi. Bây giờ mình sẽ lấy tiếp cái màu vàng ở dưới, xem mình ghi cái gì ở dưới cho nó đẹp nhỉ. Xíu. Xinh mà nhìn kiểu đẹp hết cả mắt luôn á. Bây giờ mình nghĩ là chúng ta nên khi mà mình làm hoàn thành xong một cái, chúng ta sẽ có hai cách nhá. Một là khi mà mình hoàn thành xong cái slide là mình sẽ chỉnh cái slide này kiểu hoàn hảo luôn. Hai là mình sẽ làm hết một lượt về cái phần nội dung, xong rồi mình mới chỉnh lại về cái phông chữ này rồi hiệu ứng các thứ. Thì mình nghĩ là bây giờ chúng mình sẽ chỉnh cái hiệu ứng luôn đi, được không nhỉ? Hay thôi, ở đây mình có bao nhiêu đây, bao nhiêu đây, uầy 55 cái slide luôn, đẹp phết nhỉ. Resources. Nhưng mà mình mệt quá. Ok. Mình nghĩ là chúng mình sẽ bỏ cái này đi. Chưa, nhìn chán quá. Rồi được rồi đó. Xong cái này nha. Cái này mình ghi ở đây rồi ấy, chả cần nữa. Thật. Vào cái đầu tiên luôn đi. Mình sẽ copy từ bên này sang. Đỡ phải viết. Mình có vào cái phần này. Sao bé thế? Copy.
to cho mọi người. Được rồi đó, mình sẽ làm tiếp. Mình sẽ làm theo kiểu, khoan, mình nghĩ là chúng mình sẽ, trước khi chúng mình làm tiếp, chúng mình sẽ nghỉ khoảng 5 phút nhá. Ok, 5 phút chúng ta bắt đầu.
Mình sẽ làm tiếp nhé. Mình sẽ sẽ tiếp tục nhé. Mình sẽ khó quá. Mình đang muốn đẩy cái này có 1 2 3 này. Đẩy cái số 3 lên đây để làm tiêu đề trước. Biết về cái số 4 mình có 6 nội dung đúng không? Không biết có cái số 4 không? Không này, trời ơi không có số 4 hả? Vậy thì tớ sẽ lấy số 4. Lấy số 4 ở đây. Cho vào đây được không? Thôi mình sẽ làm từ số 1 trước nhá. Đôi nét về Đại học Bách khoa Hà Nội. Tiếp nhá. Trời ơi, thế luôn á. Mình sẽ có phần số 2 này.
Poppy and the Lion Hit Tree. Take three in the mouth. Sẽ nói chẳng sao đâu, nhưng em thấy anh chẳng ổn chút nào. Đêm về còn thấy tim hứa hẹn. Copy Paste. Tiếp này. Được chưa? Đằng xương xương của mình sẽ ố mất à? Sẽ không nhìn thấy nhá. Ô chết rồi. Bị mất hình bên này rồi, làm thế nào bây giờ nhỉ? Chắc là mọi người sẽ khó nhìn rõ. Sinh viên bách khoa là gì? Mình sẽ lấy cái số 4 này. Ôi, nó dính được vào cái lá hả? Bây giờ mình sẽ copy cái này sang được không? Copy. Copy sang đâu bây giờ nhỉ? Sang đây nè. To thế. Số 4 nhá. Để tưởng xem nó là cái phông chữ gì. Lon Longia solis à? Format.
Eo như một trò đùa. Thật. Sao mà nó khó thế nhở? Thôi mình sẽ không sửa phông chữ của người ta nữa. Thôi đồ quá. Xem nhỏ lại nhá. Ok. Số 4 là gì? Cái số 4 là những hạn chế. Đời không? Chưa mọi người. Khá là ổn đấy. Nhưng mà mình đang không biết làm nào để chỉnh cái kia về về cái phông chữ ở đồ ở trên nhỉ, khó nhỉ.
Xin lỗi. Chúng mình làm tiếp đi, ôi mình chán đấy mọi người. Mình sẽ lấy một số thông tin về phần đầu tiên nhá. Mình sẽ cho mấy cái này lên trên này để mình làm tiếp phần đầu tiên. Đã vừa nghe không? Có là mệt mỏi. Mình sẽ copy ở trên Google xuống về các thông tin về trường. Cái này thì mình chỉ làm một slide thôi, tại vì nó cũng không có gì ấy. Edu.vn. Ôi, ai 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 à, ai à. Ai à, ai à. Đó, mình sẽ copy cái này nhá. Sao chép này. Cho nhỏ, thấp xuống một tí. Nhìn thấy không nhỉ? Tiếp này. Đó là phần tôi nghĩ là trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Mẹ cho dấu chấm ở đây. Gì nữa không? Dài quá mọi người ơi. Chết rồi. Mình sẽ đẩy mấy cái này lên trên nhá. Để mình cắt cái phần này lên trên ấy. Mình sẽ copy lại này. Xong rồi mình sẽ add text ở đây. Chỗ nào nhỉ, quên rồi, lâu không dùng quên à. Chỗ nào ta? Đây là tách đây rồi mọi người ơi. Mình cho to ra nhá. Xóa phần này đi. Scotch brush à? Ok. Yes. Nhìn có bị dài quá không nhỉ? Thì kiểu mình đang muốn nó nhảy ra bên này ấy.
Cho vào đây cũng được, chẳng sao. Đó. Lên trên nhá. Ô cái tách của mình đâu à? Như một trò đùa. Mình sẽ để song song với cái kia. Được không? Hay là mình bớt một số thông tin đi đi. Dài quá. Dài dài ai nhìn trời ơi. Em cười nhiều như hôm nay. Được rồi. Cô thấy thế nào nhỉ? Biết đâu. Còn như có vẻ như là mọi người đang không nhìn rõ đúng không? Không sao cả. Mình sẽ tiếp tục với phần số 2 luôn nhá. Tại vì là không nhất thiết cái này phải làm dài đâu. Nó chỉ là cái tổng quan ấy. Ừ đấy, nó chỉ là tổng quan thôi. Chúng ta có thể chúng ta có thể đưa thêm một số hình ảnh về trường. Bây giờ mình sẽ lấy ảnh nhá. Bách khoa mua nhiều lắm ý. Nhiều vậy. Tổn chỉ gọi thôi chứ. Mình lấy được ảnh rồi, chúng mình sẽ đi tiếp nhá. Chúng ta sẽ gọi là có vào đâu bây giờ nhỉ? Mình sẽ hạn chế dùng cái slide này ở đây. Cho cái slide này lên trên nhá. Sau cái số nào. Ok, mình sẽ chain. Chain này.
This device, thiết bị này. Rồi. Đây mọi người ơi, this is my scones. Nhìn hai phết. Chào dưới mơ. Em đã quên chưa? Dạ, và chúng mình sẽ tiếp tục làm cái PowerPoint này vào buổi sau nhé, tại vì mọi